Thưa quý vị, thưa các bạn, đại dịch COVID-19 vẫn chưa kết thúc và mọi người vẫn đang mắc bệnh, nhập viện và tử vong tại nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Và trong khi virus đang tiếp tục lây lan, thì tất cả các quốc gia vẫn phải đối mặt với một số nguy cơ. Tại Việt Nam, trước các nguy cơ biến chủng phụ XBB xâm nhập, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023 này, đại diện Tổ chức Y tế Thế giới tại Việt Nam đã khuyến cáo cần phải tăng cường công tác phòng chống đại dịch COVID-19. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến khích mọi người cần phải cảnh giác để giữ vững sức khỏe an toàn bằng cách rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang ở những nơi đông người, trong không gian kín và tất cả mọi người đủ điều kiện được tiêm phòng vaccine COVID-19 cần phải tiêm đầy đủ, bao gồm cả liều tiêm nhắc lại. Tiêm vaccine phòng COVID-19 đầy đủ đúng lịch đặc biệt quan trọng đối với nhóm có nguy cơ cao, bao gồm những người lớn tuổi, nhân viên y tế, những người bị suy giảm miễn dịch, những người có bệnh nền, giáo viên, phụ nữ mang thai và những người lao động thiết yếu. Theo đó, cần đảm bảo rằng cả người lớn và trẻ em đều được bảo vệ, hệ thống y tế có thể tiếp tục hoạt động tốt và nền kinh tế xã hội tiếp tục mở.